lại cái channel của mình. Mình là Sầu Riêng DJ 512 cái tên này. Đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe. Và đừng quên là ủng hộ kênh YouTube của mình và kênh TikTok của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ vào thế giới Alphabet các bạn. Ai hôm nay cho tôi vào thế giới Alphabet chơi nha. Ê, Vui gì Trả đây. Các bạn ơi, hai chị lấy con tập của mình rồi. Đáng ghét thật. Mình chưa có cho mà. Ok các bạn ơi, hồi nãy hai chị dám chơi xấu và lấy cái cứu tập người vào thế giới Alphabet của mình. Thì bây giờ mình sẽ chơi xấu lại. Mày hãy nhìn nè, đây là thuốc biến thành con gái. Được rồi, hãy chết đi chị. Hãy chết. Sao tự nhiên mình lạ quá vậy rồi. Ừ các bạn ơi, hai chị làm rớt cuốn sách rồi. Cơ hội đây rồi. Hi cha, tôi sẽ lấy lại cuốn sách. Ủa, tao ghen. Sao anh đây ông đẹp trai quá vậy? Ê, cái gì vậy hả chị ơi? Ôi, bình thường, từ chơi với tôi nè. Ê, bình thường, bình tĩnh. Anh dạ đây, tao đi đến lại. Ê, đừng lấy cái cứng tôi mà. Cuối cùng thì cũng đã bỏ được Hachi ra chỗ khác rồi các bạn ơi. Trời ơi, tự nhiên hóa thành con gái ngược là muốn chết luôn các bạn à. Nhưng mà không sao các bạn ơi, tôi đã lấy được cuốn tập này rồi. Rồi được rồi, lấy ra thôi nè. Đó, trời đất ơi, vậy là vô lại được thế giới Alphabet rồi. Được rồi các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đi đến thế giới Alphabet. Không các bạn chữ cái thôi nào, let's go. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình đã vào thế giới Alphabet rồi. Ủa, nhưng mà, ủa sao kỳ vậy, hôm nay thế giới Alphabet bị cái gì? Ủa sao tự nhiên cái tô màu hồng gì ghê vậy? Ủa sao hôm nay nhìn Alphabet hôm nay lạ quá vậy các bạn ơi? Sao tự nhiên màu trắng bóng mà tự nhiên trở thành một màu hồng cánh sen rồi? Thôi được rồi, cái gì vậy? What the hell? Trời ơi, sao ngày hôm nay cái chỗ này của chữ A nó kỳ vậy các bạn ơi? Các bạn nhìn kìa, những cái tấm hình Hello Kitty rồi chữ được cái căn phòng này được trang trí lại một cách thật là ngăn nắp, có liều chạy nhìn cu te quá vậy. Bọn họ hôm nay hay đổi tính cách thành con gái ra chơi rồi sao? Ôi, mình phải đi qua thêm một cái nhà nữa các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã vô nhà của chữ B rồi, để mình xem thôi. What the hell, cái gì mà chữ B cũng trở thành một căn phòng dành cho con gái luôn các bạn ơi. Một cái chỗ rồi đồ chơi đồ nè, rồi đồ tắm biển nữa vậy trời. Sao thế giới Alphabet ngày hôm nay kỳ cục quá vậy trời. Đi mình giờ mình đi ra mình tìm bọn họ xem bọn họ bị cái gì. Trời trời, hôm nay mình không biết thế giới Alphabet bị gì đâu. Ê, cái gì vậy? Con trai kìa mấy bà ơi cái gì vậy các bạn ơi? Bộ mình có đi vô lộn với thế giới không vậy? Các bạn nhìn, ủa, cái người đó là ai vậy? Ủa, sao trên người các bạn đó có chữ H vậy? Ủa, trên tay áo các bạn đó có chữ U kìa. Ui, cái bạn này thì có chữ B nè các bạn ơi. Thì hai cái tay áo của bạn đó thì có chữ K. Còn cái chữ của các bạn đó là Ninja chữ X kìa. Còn cái bạn đó thì trên tay có ghi là chữ A các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đừng có nói là ngày hôm nay thế giới Alphabet đều biến hóa thành con gái rồi nha. Ê mà khoan, tại sao lại hóa thành con gái? Sao giống với cái của hai chị hồi sáng quá ta? Hay là do mình đã sử dụng lọ thuốc biến thành con gái, mình đã quăng vào chúng hai chị? Hãy chết hai chị, hãy chết! Rồi nó lại liền, nó lại dính một phần vào cuốn tập, nên các bạn này đều đã trở thành con gái rồi sao? Oh no! Ui, bạn là sầu riêng không? Tôi thích bạn lắm á, đi chơi với tôi à. Các bạn ơi, đây là chữ cái, chữ A mà biến thành con gái sao? Ở đây có nhiều bạn khác muốn đi chơi với ông lắm. Hả? Đi chơi tôi trước đi. Là sao? Em đâu, ở đây sầu riêng kêu nè. Ủa, chị em gì? Ơi, trời ơi, cái gì? Hello, sầu riêng, hello, sầu riêng nha. Hello, sầu riêng, hello, sầu riêng. Ơi, được rồi, mấy bạn ơi, tôi sẽ dắt mấy bạn gọi là mấy bạn nữ trong Alphabet thì đi chơi chung với mình các bạn ơi. Được rồi, mọi người ơi, đi theo tôi nè. Trời đất ơi, các bạn ơi, lần đầu tiên mà mình dẫn tới gọi là tất cả những cái chữ cái Alphabet đều đi chung nhưng mà phiên bản con gái các bạn à. Được rồi, đi thôi, wahoo. Được rồi, mấy bạn đi theo tôi dẫn đây nè. Dẫn đâu vậy? Đúng rồi, Châu Nguyên dẫn tôi đi đâu vậy? À, đi uống trà sữa rồi. Thôi, đi coi phim đi. Thôi, uống trà sữa rồi. Mình kìa trời đất ơi. Trà sữa của sầu riêng tới rồi đây. Trời
chữ U đang ngồi đứng ở đây rồi, gọi là quạt cho mình mát. Rồi chữ A bưng nước cho mình nè. Chữ B về rồi nè, Sao Kiến ơi, đồ ăn tới nè. Ui, trời ơi, đồ ăn tới luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, đã vậy. Đây, đồ ăn tới Sao Kiến đây, Sao Kiến ăn ngon miệng nha. Ui, cảm ơn chữ B nhiều nha. Các bạn ơi, các bạn có muốn người một cuộc sống sung sướng giống như mình không các bạn? Nghe bảo Sao Kiến thích coi phim đúng không? Bây giờ tôi là đem cái TV lại cho Sao Kiến coi luôn nè. Ui, trời ơi, các bạn nhìn kìa. Rồi đầy đủ tiện nghi lắm luôn á các bạn ơi. Bây giờ có cả TV luôn rồi. Thôi được rồi, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều luôn nha. Lần sau thì tôi sẽ hứa là tôi sẽ dẫn mấy bạn đi ăn một bữa tiệc thật là no luôn. Trời ơi các bạn ơi, công nhận ngày hôm nay đi chơi mệt thật các bạn ơi. Mình đã gọi là tốn rất là nhiều thời gian luôn. Thôi mình đã nhờ cái... Ê, ủa, ai vậy? Ui, đây là ai vậy? Hello, tôi là F đây. Hả? Cái gì vậy? Các bạn ơi, chữ cái tiếp theo nè các bạn ơi. Nãy giờ từ đầu đến giờ mình không thấy chữ F. Thì ra chữ F là một cái cô gái. Gọi là nhìn huyền bí như vậy sao? Ui, nhưng mà những bạn chữ cái khác đã đi mua đồ cho tôi rồi nên nhờ giờ cô kiếm mấy bạn đó cũng không thấy đâu. Không, giờ còn phải đi theo tôi. Ờ, là sao? Tôi đến đây để kiếm cậu chứ không phải là kiếm mấy đứa kia. Cái gì? Ôi, tôi không có phải. Ê, kiếm tôi làm cái gì? Ây da, tự nhiên mình bị đập vô cái mặt kia trời. Ủa, đây là đâu vậy? Ủa, ơi, cái gì vậy? Một cái thế giới con nít con gái luôn, cái gì vậy trời ơi? Ui, sao có những bông hoa màu tím rồi, cái gì mà con gái không vậy? Ui, các bạn ơi, mình nhớ ra rồi. Đây là nhà của F, nhưng mà bây giờ là F phiên bản con gái nên nó được trang trí thành màu hồng luôn rồi nè. Xin chào Sầu Riêng, bây giờ cậu sẽ là người bạn yêu dấu của tôi nè. Ui, nói cái gì vậy? Ui, các bạn ơi, hình như là lọ thuốc hồi sáng đã nó làm cho cái chuyện này đi quá xa rồi. Bây giờ mình mà cứ như vậy thì chết sai tôi ra đi ép. Trời ơi, sao tôi vẫn nhốt tôi trong đây vậy? Tôi không cho bạn ra đâu, mình chắc chắn là bạn sẽ trốn. Trời đất ơi, các bạn ơi, cái chữ ép này bây giờ nhốt mình trong đây luôn rồi. Thôi mình thấy không có vui gì nữa. Hồi nãy mình lỡ nói vậy mà là mình thấy hạnh phúc, nhưng mà cái này thật sự không có hạnh phúc các bạn ơi. Cái này là một địa ngục luôn á. Trở lại chữ ép bình thường đi, trời đất ơi. Rồi thả tôi ra. Hãy ở trong đây đi, bạn sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Trời ơi, đâu, không bao giờ. Như là chữ ép đi ra rồi. Để coi có cách nào mình thoát ra khỏi đây không các bạn ơi. Có cái dây leo nào nhưng mà không biết cái dây leo này đu được không nữa. Ơi, đu giúp được. Trời ơi, đu không có được. Cái này kỳ vậy. Nhảy lên này, nhảy lên, ghé lên Sầu Riêng ơi. Trời ơi, các bạn hãy nhìn nè, xung quanh cái căn nhà của chữ F bây giờ toàn là nhà con gái không à. Cái này mình cảm thấy cái này như là một cái ác mộng của mình vậy đó. Thôi đi về thôi, mình phải tìm cái lọ thuốc hóa giải, mình sẽ cho tất cả mọi người đều uống và trở lại bình thường các bạn ơi, đi thôi nào. Ok các bạn ơi, bây giờ mình lên rời cái khỏi đây rồi. Lẹ. Bây giờ mình phải chạy qua nhà Quy Đức mình chế tạo cái lọ thuốc hóa giải các bạn ơi. Chứ không thôi thì tất cả gọi là những cái alphabet đều trở thành con gái và mình sẽ bị một hồi gọi là quay hoài luôn á. Được rồi, lẹ. Phi cho. Được rồi, chế tạo nè. Được rồi, bây giờ mình đã sở hữu lọ thuốc giải rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ phải canh thời điểm thích hợp. Mình quăng vào một đám thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường nha các bạn. Ok, được rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình đang đứng trên nóc nhà của Nami. Và mình chắc chắn một tí nữa thì tất cả các alphabet sẽ đi lại đây. Các bạn hãy đón xem nè. Được rồi, kìa, theo như mình đó, theo như mình tính toán. Bên này thì là chữ F và chữ C. Tất cả những cô gái alphabet đều đã đi đến đây rồi. Bọn họ đang kêu mình đi xuống kìa các bạn ơi. Hay, được rồi. Thấy các bạn, bây giờ mình đang sở hữu lọ thuốc giải nè. Mình chỉ cần đợi là quăng quy vô một nguyên đám thì tất cả bọn họ sẽ trở lại bình thường. Được rồi, 1, 2, và cha. Ui, các bạn ơi, hình như là thuốc đã có hiệu nghiệm rồi. Tất cả những cái chữ cái alphabet đều đã trở lại bình thường rồi. Hay, may quá đi. Không là bây giờ mình đã sở hữu cho mấy cô bạn gái gọi là siêu phiền quá rồi. Ok thì thôi, video đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.